Indonesia vô địch SEA Games sau trận chung kết hỗn loạn. Indonesia giải cơn khát huy chương vàng bóng đá nam SEA Games dài 32 năm bằng chiến thắng 5-2 trước Thái Lan trong trận chung kết căng thẳng và hỗn loạn. Indonesia thắng 5-2 để lần đầu tiên sau 32 năm đoạt HC vàng bóng đá nam SEA Games. Beckham ấn định thắng lợi 5-2 cho Indonesia. Thẻ đỏ. Thái Lan chỉ còn 8 cầu thủ trên sân sau khi tiền đạo Terasak phạm lỗi, lĩnh thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ gián tiếp ở phút 118. Chơi thiếu người với nhiều cầu thủ kiệt sức, Thái Lan gần như chỉ còn biết co cụm phòng ngự. Một hậu vệ của họ phải nhờ cán khiêng khỏi sân vì bị đau và quá mệt. Hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Indonesia dẫn 3-2, kèm lợi thế hơn 2 người. Hiệp phụ thứ nhất có 7 phút bù. Hiệp phụ thứ hai bắt đầu. Indonesia đưa Beckham vào sân, thay Hakan Alafit. Thẻ đỏ thứ 6. Jonathan dường như đuối sức và phạm lỗi, dẫn đến thẻ vàng thứ 2, thành thẻ đỏ gián tiếp. Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân. Hỗn loạn xảy ra sau khi Yahoo ghi bàn, khi cầu thủ hai bên lại lao vào đánh nhau. Trọng tài phải nhờ các giám sát vào cuộc xác định những người gây hấn và rút 5 thẻ đỏ phạt hai bên. Trong đó có một dành cho thủ môn Thái Lan Sopovic, một dành cho hậu vệ Indonesia Coman, khiến mỗi đội chỉ còn 10 người trên sân. Từ sai lầm của trung vệ Song Chai Thông Cham, Ifan Yahoo băng vào vòng cấm, dứt điểm kỹ thuật hạ thủ môn Sopao. Pha làm bàn này lập tức gây ra cảnh hỗn loạn khi cầu thủ hai bên lao vào nhau gây hấn. Thái Lan gỡ hòa 2-2 phút 99. Bóng dài treo vào trước vòng 16m50. Yosako khống chế bước một hoàn hảo ngay trước người một hậu vệ Indonesia, rồi quăng chân sút căng hạ thủ môn Hernando. Indonesia gây ấn tượng mạnh với nền tảng thể lực sung mãn của các cầu thủ. Đã qua phút 90, nhiều cầu thủ của họ vẫn duy trì tốc độ rất tốt trong các tình huống cần tăng tốc. Thái Lan ngược lại có nhiều vị trí xuống sức rõ rệt. Dù huấn luyện viên Isara đã thay những mắt xích yếu nhất trên sân, trọng tài chính dường như lo ngại có căng thẳng giữa hai nhóm cổ động viên trên khán đài, nên gọi ban tổ chức sân ra để trao đổi. Lập tức có thêm rất nhiều nhân viên an ninh được tăng cường vào vùng đệm giữa hai khu khán đài của các cổ động viên Thái Lan và Indonesia.